xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Thục Anh lại quay trở lại với một chủ đề hết sức quan trọng trong cuộc sống của tất cả chúng ta, đặc biệt là cuộc sống của những chị em phụ nữ. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là làm thế nào để giảm cân. Tuy nhiên thì cái vấn đề giảm cân ý, lúc nào cũng là chúng ta sẽ giảm cân được một thời gian rồi chúng ta lại tăng trở lại. Nó không đồng đều và nó không thống nhất. Thế nên ngày hôm nay Thục Anh sẽ quay một video để chia sẻ với tất cả mọi người cách mà Thục Anh đã giảm cân ra sao và làm sao để mình giữ cái số cân đó nó cân bằng, nó bình an, chứ không phải là ngày hôm nay mình giảm được xong rồi ngày mai mình lại tăng lên. Mình còn nhớ là ngày xưa khi mà bắt đầu 17-18 tuổi thì tất cả mọi người đều rất để ý đến cân nặng của nhau, và trong đó thì Thục Anh hay được gọi là bé mập hoặc là gọi là béo. Tại vì lúc đấy thì nhìn mình rất là mũm mĩm, và xung quanh mình thì tất cả các bạn cấp 3 của mình ai cũng gầy, ai cũng rất là ốm, ai cũng rất là ni nhon. Còn mình thì phổng phao và khá là lớn so với tất cả các bạn. Ai cũng gọi Thục Anh là béo ơi hay là mập ơi. Thế nên mình rất là ám ảnh bởi cân nặng. Và cứ mỗi một lần mà mình giảm cân ý, thì nó cũng được, nó cũng thành công, nó cũng xuống. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì nó lại tăng. Và hóa ra là sau khi mà Thục Anh đi tâm sự với tất cả các bạn thì không phải một mình có cái trường hợp như vậy. Tất cả mọi người hầu như 99% là quyết tâm giảm cân, nhịn ăn, tập thể dục, rồi giảm xuống được một số cân, rồi sau đó một thời gian thì số cân lại tăng lên. Và mọi người dần dần mọi người đã bị ám ảnh với cái số cân nặng như vậy. Thế nên ngày hôm nay thì Thục Anh sẽ chia sẻ một cái cuộc hành trình giảm cân của Thục Anh. Lúc mà mình sinh em bé thì mình lên 73 cân. Cho tới hiện tại là mình đang 50 cân. Và mình cảm thấy rất là an tâm bởi vì số cân này luôn luôn giữ ở mức như vậy và nó không còn tăng nữa. Đã qua rồi cái thời mà chúng ta sẽ mua thuốc giảm cân để uống, chúng ta sẽ phải tập rất là hì hục tới phòng gym, mua thẻ gym rồi tập cùng PT. Đã qua rồi những cái thời kỳ mà mình phải nhịn ăn, nhịn uống, kham khổ để mình giảm cân. Bởi vì đối với Thục Anh, khi mà Thục Anh đã nghiên cứu về tâm lý học thì tất cả những cái điều đó nó chỉ có tác dụng ở một mức gọi là ngay thời điểm đó mà thôi. Tức là nếu như bạn uống thuốc giảm cân lần đầu tiên thì có thể là cái chất của thuốc giảm cân nó sẽ đi vào bên trong và nó khiến cho bạn cảm thấy là bạn hơi chán ăn một chút. Tuy nhiên thì tất cả những hóa chất khi mà vào với cơ thể của mình nó đều chỉ có tác dụng một thời gian mà thôi. Và sau một thời gian đó thì cơ thể của mình sẽ tự tạo ra một cái thứ chất nào đó để nó thích hợp với những cái thuốc đó, và nó khiến cho mình cảm thấy như là nó bị nhờn thuốc. Và cuối cùng thì chúng ta uống bao nhiêu thuốc giảm cân chúng ta cũng không thể nào mà giảm nổi. Tại vì lúc đó cơ thể đã quen thuộc với cái thuốc giảm cân cũ rồi. Thế nên mình ăn bao nhiêu mình vẫn thấy đói, và mình không còn cái cảm giác no như lúc đầu nữa. Khi mà mình ăn càng nhiều thì mình lại càng tăng cân. Việc đầu tiên khi mà bạn muốn giảm cân đó là bạn cần phải kiếm một cuốn sổ tay và bạn ghi ra rằng bạn muốn giảm cân, bạn muốn giảm bao nhiêu cân và số cân mà bạn mong muốn tại thời điểm nào bạn sẽ đạt được cái số cân đó. Bạn có biết rằng là tại sao mà mình cứ giảm cân xong rồi mình lại tăng cân một cách gọi là vô tội vạ như vậy không? Tại vì theo những nghiên cứu của những nhà tâm lý học thì chúng ta luôn luôn đặt những cái mục tiêu như là mục tiêu giảm cân ý, nó chỉ ở trong một cái thời gian ngắn mà thôi, chứ nó không phải là một cái mục tiêu rất là cao cả. Vì chúng ta đã quen cái việc là chúng ta chỉ làm những cái việc nó phụ thuộc vào những cái mục tiêu cao cả. Vậy thì làm sao để bạn có thể biến cái mục tiêu giảm cân của mình thành một mục tiêu rất là cao cả? Tức là bạn phải có một cái lý do nó đủ lớn để khiến cho bạn có thể là gắn liền với số cân đó cả một cuộc đời. Ví dụ như mình, sau khi mình sinh em bé xong thì mình có một cái số cân rất là khổng lồ, gọi là siêu to siêu khổng lồ, 73 cân. Bạn không thể tưởng tượng được là lúc đấy người mình nó kinh khủng như thế nào. Và mình cũng không dám đi ra ngoài đường để gặp bất cứ ai cả. Và trong một cái cuộc hành trình chiến đấu từ 70 cân mà đi 73 cân mà đi xuống 50 cân thì nó là một cái cuộc chiến đấu là không chỉ ở bên ngoài mà còn phải là ở bên trong. Vậy thì việc đầu tiên khi mà Thục Anh muốn giảm cân đó chính là sẽ viết ra tờ giấy là tôi mong muốn số cân của tôi sẽ là 48 cân và vào ngày này, tháng này, năm này tôi sẽ phải đạt được số cân này. Lý do của tôi cần phải đạt được số cân này là gì? Vậy thì có rất là nhiều người họ rất là mong muốn giảm cân chỉ vì là có một ai đó chê họ mập, hay là có một ai đó
không thích cái cơ thể đó của họ. Quan trọng nhất đó chính là bản thân họ cũng không thích cái cơ thể mập mạp đó. Nếu mà chỉ có những cái lý do đơn giản như vậy thôi thì chắc chắn 100% là bạn sẽ ngày càng tăng cân. Khi mà Thục Anh viết xuống tất cả những cái số cân mà Thục Anh mong muốn này, rồi vào ngày tháng này Thục Anh sẽ đạt được số cân đó ra sao, thì Thục Anh cần phải tìm ra cái lý do đủ lớn để làm sao mà mình có thể đạt được cái con số đó. Thì nếu như việc đầu tiên là lý do là bởi vì mình không thích mình, nó hoàn toàn không đủ thuyết phục. Cơ thể của chúng ta nó cũng có một cái suy nghĩ riêng vậy. Vậy nên thì nếu như hàng ngày bạn thức dậy, rồi có những khoảnh khắc bạn vui vẻ cùng mọi người, có những cái khoảnh khắc mà bạn rất là tận hưởng cuộc sống, thì làm sao mà bạn có thể khiến cho cơ thể của bạn tin được rằng là bạn đang không thích cái cơ thể mập mạp đó. Vậy nên khi mà bạn đưa ra quyết định giảm cân bởi vì tôi không thích cái cơ thể mập mạp này, thì bạn hoàn toàn không thể thuyết phục được cơ thể của bạn. Bạn cần phải có một cái lý do rất là tốt đẹp. Ví dụ như là khi mà tôi giảm cân không phải vì tôi trông xấu với cái bộ dạng mập mạp, mà là bởi vì tôi chắc chắn sẽ là một người rất đẹp khi mà tôi có một cái số đo hoàn hảo. Và lý do thứ hai là tôi chắc chắn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Tôi có một cái thân hình đẹp là một chuyện rồi, nhưng mà tôi còn phải có một cái thân hình rất là khỏe mạnh. Bởi vì khi mà tôi giảm cân thì tôi cũng giảm đi rất rất nhiều những cái chất dư thừa trong cơ thể, những cái chất độc hại, những cái chất không cần thiết trong cơ thể. Và lúc đó cơ thể tôi sẽ khỏe mạnh hơn. Và một cái lý do nữa chẳng hạn là ví dụ như khi tôi giảm cân thì lúc đấy tôi sẽ có một cái phương pháp giảm cân, và lúc đó tôi có thể chia sẻ với tất cả mọi người và khiến cho mọi người cùng giảm cân. Bạn nên ghi xuống cái cuốn sổ tay đó của bạn, càng nhiều lý do càng tốt. Bởi vì bạn cần phải thuyết phục được bản thân là bạn sẽ đứng dậy, bạn sẽ quyết tâm, bạn sẽ giảm cân cho bằng được. Và cái lý do giảm cân đó nó hoàn toàn là những cái lý do rất là cao cả, những cái lý do rất là tuyệt vời. Bạn cần phải thuyết phục được chính mình đầu tiên thì bạn mới có thể đưa ra những cái hành động mà bạn thực hiện được nó. Cái trường hợp mà bạn không thể thuyết phục được bạn thì chắc chắn 100% là khi mà bạn đưa ra một cái kế hoạch giảm cân, bạn sẽ hoàn toàn không thể nào mà thực hiện theo được. Và thậm chí có những người là khi mà họ đã không thể đưa ra được lý do giảm cân thì họ còn không thể nào mà đưa ra được cái kế hoạch giảm cân cơ. Họ mua thuốc về uống thì được vài ngày đầu, họ lại bắt đầu quên quên nhớ nhớ, họ không nhớ cái việc uống thường xuyên. Hay là họ đưa ra một cái lịch tập chạy thì thậm chí là ngày đầu tiên chạy xong rồi ngày thứ hai họ tiếp tục ngủ, họ không thể nào chạy được nữa. Tất cả cái lý do đấy đều không phải do là bạn lười, mà là do là cái tâm lý của bạn. Bạn chưa thuyết phục nổi chính bản thân bạn để bạn có thể thực hiện được những cái điều như vậy. Ok, vậy là việc đầu tiên là mình phải thuyết phục được chính mình là mình sẽ giảm cân. Và cái việc thuyết phục đó nó hoàn toàn đơn giản thôi. Mình chỉ việc là kiếm một cuốn sổ tay này, ghi ra những điều mà mình mong muốn về số cân lý tưởng của mình này, vào cái thời điểm lý tưởng mà mình sẽ đạt được nó, và cái lý do rất quan trọng vì sao mình cần phải đạt được nó. Cái lý do này rất là quan trọng. Bước tiếp theo cũng khá quan trọng, đó chính là lên một cái kế hoạch giảm cân phù hợp với bản thân của mình. Bạn cần phải hiểu rằng là cơ thể của chúng ta khá là thông minh và nó cũng rất là cứng đầu, bởi vì mình đã quen sống với nó trong vòng mấy chục năm rồi và nó đã quen cái kiểu vận hành như vậy đã khá là lâu rồi. Thế nên để mà đùng một cái mình thay đổi nó 100% thì chắc chắn là sẽ không bao giờ nó nghe theo mình. Cũng giống như một em bé, khi mà em bé đang quen uống sữa rồi thì đùng một cái bắt em bé ăn cơm chẳng hạn, thì em bé không thể nào mà ăn cơm được. Em bé phải từ uống sữa xong bắt đầu trở sang ăn bột, ăn cháo, rồi có thể là ăn những cái cơm nát nát, rồi cuối cùng mới là ăn cơm. Vậy thì cơ thể của mình cũng vậy, mình không thể nào mà bắt mà mình cần phải giảm cân mỗi ngày mình phải chạy ngay lập tức 10 km, nó hoàn toàn là điều không thể. Thế nên bạn phải để cho chúng ta một cái lịch trình hoàn hảo. Ví dụ như là ngày đầu tiên tôi sẽ chạy 500 m, tức là trong một cái khả năng mà bạn có thể chạy được. Ngày thứ hai có thể là 600 đến 700 m, và ngày thứ ba có thể là 1 km, và bạn tăng dần cái khoảng cách chạy đó lên. Hoặc là bạn có thể lập ra một cái kế hoạch ăn uống. Ngày đầu tiên bạn có thể là giảm bớt một bát cơm hay là nửa bát cơm, hay là bạn giảm bớt thức ăn, hay là bạn giảm bớt bất cứ một cái đồ mà bạn đang ăn chẳng hạn. Bạn cần phải giảm bớt đi, và bạn giảm dần cho đến khi mà bạn có thể bạn chỉ còn ăn có một bữa cơm mà thôi, còn lại các bữa kia bạn có thể ăn bằng rau củ quả. Bước thứ ba là bạn cần tìm hiểu về dinh dưỡng. Bạn cần phải tìm hiểu là cơ thể của mình hợp với những món ăn như thế nào. Thực ra thì cơ thể của bất cứ ai cũng giống như nhau mà thôi. Quan trọng là mình đã luyện tập nó theo một cái hướng nào đó trong một thời gian ra sao, thì nó sẽ có một cái phong cách sống rất là riêng
và khác với những người khác. Giống như Thục Anh thì Thục Anh đã luyện cho mình cái khả năng là một tuần ăn rất là ít tinh bột, một tuần chỉ ăn một bữa tinh bột mà thôi, còn lại đa số là sẽ ăn rau củ quả. Vào mỗi một ngày thức dậy, Thục Anh sẽ uống một ly nước rất là nhiều và sau đó là ăn một quả chuối. Sau khi ăn quả chuối rồi, Thục Anh có thể đi chạy. Và đi chạy xong, Thục Anh sẽ bắt đầu lên và làm việc. Cái quá trình làm việc của Thục Anh tốn rất là nhiều calo, tại vì Thục Anh phải tập trung suy nghĩ rất là nhiều. Thế nên Thục Anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rất là nhiều hoa quả, ví dụ như là dưa hấu này, nho này. Những cái thứ hoa quả đấy nó có đường, thế nên khi mà mình ăn vào, mình có rất là nhiều năng lượng và mình không còn bị đói nữa. Việc mà mình tập luyện ăn hoa quả nó sẽ giúp mình có năng lượng ngay lập tức và mình sẽ tránh hạn chế bị đói hơn. Và trong hoa quả cũng có nhiều vitamin rất là tốt. Khi mà bạn uống nhiều nước thì nước cũng là một thứ khiến cho bạn có cảm giác no này. Ngoài ra nó còn giúp bạn thanh lọc cơ thể rất là tốt. Khi mà Thục Anh đi học các lớp của thầy Tony Robbins, một diễn giả rất là nổi tiếng trong giới coaching, trong giới gọi là huấn luyện viên về tâm trí lẫn sự phát triển của bản thân, thì trong lớp của thầy Tony Robbins, các thầy đã dạy rằng là cứ trung bình một tiếng thì bạn nên uống một cốc nước. Có thể là thời gian đầu khi mà bạn chưa quen, tự nhiên bạn uống nhiều nước như vậy thì bạn sẽ đi pipi, bạn sẽ đi tè, bạn sẽ đi vệ sinh hơi nhiều. Tuy nhiên sau khi cơ thể đã làm quen với cái việc uống nhiều nước như vậy rồi thì cái việc mà bạn đi nhà vệ sinh nó sẽ giảm dần và nó giúp bạn thanh lọc và thải độc khá là tốt. Việc tiếp theo mà bạn cần phải nghiên cứu đó chính là về giờ giấc sinh hoạt của các bạn. Nếu như mà nói rằng là các bạn ngủ trễ chẳng hạn, lâu dần thì các bạn sẽ gầy, thì cái đấy là một cái việc mà hết sức là không được thông minh cho lắm. Thục Anh không có khuyên các bạn ngủ trễ để rồi các bạn gầy đi bởi vì các bạn bị lao lực đâu nhá. Thục Anh khuyên là các bạn nên ngủ thật sớm, bởi vì khi mà các bạn ngủ trễ, trong dạ dày của bạn sẽ tiết ra những cái chất mà khiến cho bạn hấp thụ đồ ăn rất là dễ. Thế nên khi mà bạn ngủ trễ, thường thì các bạn sẽ dễ đói và các bạn sẽ ăn rất là nhiều. Tuy nhiên thì có rất là nhiều người họ sẽ tăng cân bởi những cái việc ăn khuya, nhưng cũng có rất là nhiều người họ sẽ bị viêm dạ dày. 9-10 giờ là Thục Anh đã lên giường đi ngủ rồi. So với tất cả các bạn trẻ, tất cả những bạn bè của Thục Anh thì đó là một cái giờ rất là sớm. Chúng ta khi mà ngủ sớm thì các cơ quan nội tạng ở bên trong bài tiết, ví dụ như gan hay thận chẳng hạn, thì cái phần bài tiết đó cũng có thể giúp cho bạn giảm cân, giúp cho bạn khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Thì buổi sáng bạn tỉnh dậy rất là tỉnh táo và lúc đó cơ thể của bạn sẽ rất là sẵn sàng để bạn có thể hoạt động, ví dụ như là tập chạy một chút hay là bạn có thể tập những cái bài tập nhỏ trên YouTube ở nhà. Còn khi bạn ngủ trễ thì khi mà ngủ dậy bạn rất là uể oải, nghĩ đến cái việc mà tập thôi là mình đã không muốn tập rồi, tại vì cơ thể lúc đấy đâu có khỏe mạnh đâu mà mình muốn làm những cái công việc mà nó hoạt động mạnh như vậy. Và đấy cũng là lý do mà cứ ngày qua ngày khi mà bạn ngủ trễ nhiều như thế thì có rất là nhiều bạn tăng cân nhiều hơn là những cái bạn giảm cân. Những cái bạn giảm cân chắc là những cái bạn mà rất là lao lực, rất là ngủ rất là ít thì họ mới bị giảm cân thôi. Và cái giảm cân đấy nó không an toàn, nó cũng không văn minh, nó khiến cho cơ thể bị yếu đi và bị lão hóa đi rất là nhiều. Nhắc đến việc lão hóa thì việc mà các bạn ngủ sớm ý, sẽ có một làn da hết sức là xinh đẹp. Nhìn da của mình đi, ngày hôm nay mình không hề make up đâu, mình chỉ tô một chút son và mình lên quay YouTube cho các bạn thôi. Tại vì mình nghĩ rằng ngày hôm nay chia sẻ về giảm cân thì cũng không cần phải quá lộng lẫy. Việc tiếp theo đó chính là về tâm trí. Khi mà bạn có một cái tâm trí thoải mái, một tâm trí tích cực, một cái cảm giác rất là thư giãn, thì cái việc mà bạn giảm cân nó rất là thông suốt, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi mà bạn có một tâm trí thoải mái và thư giãn thì chắc chắn là bất cứ một cái kế hoạch nào mà bạn đưa ra nó đều đi tới cái đích đó nhanh hơn bình thường. Thì cái việc mà bạn ngủ sớm là một chuyện này, bạn ăn uống những cái đồ như là hoa quả, rau củ cũng là một trong những cái thứ mà khiến cho bạn có được một cái tâm trí thoải mái hơn. Và ngoài ra bạn nên đi lại, bạn nên nói chuyện những cái vấn đề mà nó tích cực với tất cả bạn bè. Bạn có thể có những mối quan hệ để cho bạn học hỏi, nhưng bạn có thể chơi với những cái người có nhiều kiến thức, những cái người mà có một cái tấm lòng rộng mở và rất là tốt bụng. Bạn có thể đến và giao lưu với những cái cộng đồng mà họ chuyên làm những cái việc thiện, hay là họ sẽ chuyên hướng dẫn bạn để bạn phát triển bằng tất cả mọi hành động để khiến cho tâm trí của bạn tốt hơn, thư giãn hơn, thoải mái hơn. Thì đấy là một cái cách mà để cho bạn có thể đạt được tất cả những cái mục tiêu trong cuộc đời, trong đấy có mục tiêu giảm cân.
quá trình giảm cân của Tụi Anh nó đã được diễn như sau. Khi mà mình sinh em bé xong thì mình hoàn toàn là bị stress và mình không thể nào mà giảm cân được. Phải trong nửa năm liền mình không hề giảm một số cân nào cả. Và sau khi mà mình đã viết ra cuốn sổ tay rằng là mình mong muốn giảm chỉ còn từ 48 đến 50 cân, và vào cái thời điểm này, tức là trong 6 tháng sau, mình bắt buộc phải đạt được số cân này. Và lý do là bởi vì mình cần phải trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp. Mình cần phải là một người mẹ rất là tích cực, rất là khỏe khoắn cho con của mình. Và mình cần phải là một người truyền động lực cho cộng đồng của mình xung quanh. Hay là mình phải là một người trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp đầu tiên đã, thì mình mới có thể tạo ra cảm hứng cho người mẹ khác cũng vừa mới sau sinh chẳng hạn. Và sau khi mình đã ghi xuống tất cả những cái lý do trên thì mình bắt đầu viết ra kế hoạch của mình. Khi mà mình dậy vào lúc 4-5 giờ thì mình sẽ thiền một chút để cho tâm trí thật là thoải mái. Và mình bắt đầu nghĩ đến những cái điều sẽ xảy ra vào ngày hôm nay, những cái điều mình sẽ đạt được. Và sau đó thì mình bắt đầu uống một ly nước. Sau khi uống một ly nước thì mình sẽ ăn một quả chuối hay là ăn một chút nho hay dưa hấu gì đấy, tùy vào sở thích của các bạn. Và sau đó là mình sẽ đi tập và mình chạy bộ. Mình tập những cái bài tập nhỏ. Mình làm mọi thứ để mình có thể toát mồ hôi. Tại vì khi mà bạn toát mồ hôi chính là bạn đang bài tiết những cái chất cặn bã trong người ra ngoài. Và chỉ có tập là cái cách mà duy nhất khiến mình vừa bài tiết tốt mà mình còn vừa giảm cân nữa. Ăn ít tinh bột thôi, ăn ít chứ không phải là không ăn. Hãy ăn một chút chút thôi và mình ăn rau củ quả nhiều hơn. Và các bạn thích ăn thịt thì cũng không sao cả. Nhưng mà ví dụ như Tụi Anh không ăn thịt nhiều thì Tụi Anh sẽ dành phần ăn lớn là sẽ ăn hoa quả và rau củ. Sau đấy thì Tụi Anh sẽ bắt đầu đọc sách, rồi tham gia những cái hoạt động ngoài trời, đi làm hay là tham gia những cái lớp học. Tức là mình phải làm mọi cách để mình hoạt động. Mình không thể nào ngồi một chỗ mà mình mong muốn là mình sẽ giảm cân được. Và có rất là nhiều bạn cũng chỉ nằm một chỗ thôi, không ăn uống gì cả, cũng sẽ giảm cân. Nhưng các bạn ấy sẽ giảm cân một cách là cơ thể càng ngày càng mệt mỏi chẳng hạn, thì nó sẽ không an toàn một chút nào. Cách tốt nhất để các bạn có thể giảm cân chính là cơ thể của bạn lúc nào cũng di chuyển, lúc nào cũng hoạt động. Bạn có thể đi lại trong nhà trong lúc bạn đọc sách, hay bạn cũng có thể đi lại trong nhà trong lúc mà bạn check điện thoại hay chẳng hạn. Mọi thứ nó rất là đơn giản, bạn chỉ cần hoạt động thì cơ thể của bạn sẽ ngay lập tức nó đi vào một cái guồng là sẽ giảm đi một cái gì đó. Nếu như bạn không hoạt động thì nó không thể giảm nổi nữa. Vậy hãy để Tụi Anh tổng kết lại nhé. Đầu tiên là tìm một cuốn sổ tay, viết ra những điều mình mong muốn. Tôi muốn giảm cân, tôi muốn đạt được số cân 48 cân hay là 50 cân vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 chẳng hạn. Lý do tôi giảm cân đó chính là tôi cần phải trở nên xinh đẹp hơn, tôi cần phải trở nên khỏe mạnh hơn nữa, tôi cần phải có một cơ thể thật là khỏe mạnh, chắc khỏe, một cơ thể một cơ thể rất là khỏe mạnh, không có bệnh tật. Và tôi phải tìm ra được cái phương pháp giảm cân thật là an toàn để tôi có thể chia sẻ cho tất cả mọi người xung quanh. Và tôi còn giúp cho, ngoài việc giảm cân, tôi còn giúp cho đầu óc của tôi cảm thấy thoải mái hơn nữa. Và rồi sau đấy có thể rất nhiều lý do khác bạn có thể ghi vào. Tôi sẽ lên kế hoạch giảm cân như sau. Từ đây đến cái thời điểm đó là ví dụ như 70 ngày chẳng hạn, thì ngày đầu tiên tôi làm cái gì, ngày thứ hai tôi làm cái gì, bla 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 cho đến ngày thứ 70. Trong cái bảng bản đồ dinh dưỡng thì bạn sẽ ăn được những cái gì, bạn phải nghiên cứu để rồi bạn sẽ mua những cái đấy về để bạn ăn. Và bạn uống nhiều nước hơn để khiến cho cơ thể khỏe mạnh, được thanh lọc nhiều hơn nữa. Rồi bạn có thể hoạt động nhiều hơn, tranh thủ mọi lúc. Ví dụ đi học thay vì ngồi bạn có thể đứng chẳng hạn, đi làm thay vì ngồi bạn cũng có thể đứng để làm. Thế nên bạn hãy nghĩ bằng mọi giá là làm nào để mình lúc nào cũng hoạt động, trừ những lúc ngủ thôi. Và cuối cùng là phải nghiên cứu những cái lớp học, nghiên cứu những cái hoạt động làm sao để khiến cho tâm trí của mình thoải mái hơn nữa, thư giãn hơn nữa, và lúc nào cũng suy nghĩ những cái điều tích cực để khiến cho cơ thể của mình sẽ cảm thấy tích cực theo, và nó luôn luôn ủng hộ mình trong mọi cái kế hoạch trong cuộc đời. Vì vậy thực ra giảm cân không có gì là khó cả. Bạn chỉ việc đi sâu vào, đi chi tiết vào hơn. Bạn giao tiếp với chính mình và bạn có thể ghi ra những cái điều mình muốn, và sau đó bạn lập một cái kế hoạch. Và bạn phải có một cái lý do thật sự là đủ lớn, đủ thuyết phục chính mình, thì lúc đấy bạn mới bắt đầu thành công trong công việc giảm cân được. Còn không thì bạn cứ giảm được vài ngày rồi bạn lại tăng. Tại vì mình đâu có thuyết phục được mình. Khi mà bạn tin rằng cơ thể của mình xứng đáng với cái số cân như vậy thì cơ thể của mình cũng sẽ dần dần được tin rằng là
mình cần phải về cái số cân như vậy thì mình mới đúng là mình. Vậy điều quan trọng là mình cần phải làm rõ ràng mọi thứ bên trong, thì lúc đấy bên ngoài mình mới có thể làm theo được. Còn nếu như bên trong bạn đang rất rối bời và không biết phải làm gì thật là rõ ràng thì bên ngoài cũng vậy, bạn cũng chỉ làm được vài ngày rồi bạn cũng không biết phải đi đâu về đâu, và cái kết quả giảm cân của bạn luôn luôn chỉ là cái điều mà bạn mong muốn trong một thời điểm nào đó, chứ nó không phải là một cái kết quả, một cái con số dĩ nhiên trong cuộc đời hay là trong suốt đời. Vậy thì Thục Anh chúc tất cả các bạn sẽ giảm cân thành công, và hãy kiếm một cái cuốn sổ tay đi, muốn gì thì ghi vào đấy. Nó sẽ giống như một cái cuốn sổ thần kỳ của Doraemon vậy. Bạn chỉ cần viết điều bạn mong muốn ra thật rõ ràng và chi tiết, và sau đấy bạn có thể lên một cái kế hoạch hoàn hảo cho tất cả những cái mong muốn của mình.